Rồi, xin chào mọi người. Và bây giờ thì Phan Hữu Ca lại tiếp tục hành trình ngược dòng sông Mekong để đi từ Việt Nam lên tới Campuchia, Lào. Và sau đó thì mình sẽ viếng thăm hai đất nước nữa là Thái Lan cũng như là Myanmar. Và cuối cùng hành trình của mình đó chính là Tây Tạng ở Trung Quốc. Ôi, Phan Hữu Ca đã đến đất Phật ư. Chỉ riêng cho vùng Tây Sông Bản Nạp này thôi thì có rất là nhiều dân tộc. Tất cả đều uống chung một dòng sông, tất cả đều sẽ khỏe mạnh. Dòng sông Lan Thương, dòng sông Mekong, thả đèn hoa đăng. Trời ơi, nước sông Mekong, sông Lan Thương ở cái Tây Sông Bản Nạp này trong bà cố luôn rồi kìa. Nào, mời mọi người vào trong, chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm tuyến tàu cao tốc đầu tiên tại nước Lào tới Luang Prabang và tỉnh Vân Nam nha. Các cảnh Lào là rất là đẹp. Thông khuôn, thao thông khuôn. Tôi là người Lào. Đó là sẽ đi khất thực ở trên phố. Khóc chạy chúc thúc khôn khi tìm tạm như này bà thiết Lào hào nơi khóc chạy lời. Trong phần trước chúng ta đã ghé Nam Giang để thấy một thủ đô rất đổi mới. Sau đó thì ngược dòng Mekong đến với Stung Chen ngắm cá nược quý hiếm đang được bảo tồn. Giống như nó biểu diễn cho mình coi vậy đó coi. Bây giờ thì tạm biệt xứ Chùa Tháp, chúng ta sẽ tiếp tục đến với xứ Triệu Voi nha. Ở Việt Nam thì kêu là gì, sông Tiền, sông Hậu. Lên tới trên Lào cũng như là Campuchia thì người ta kêu là sông Mekong. Và ngay tại khúc này thì có tên là thác Khon Pha Phen. Trước giờ mình cứ nghĩ là trời ơi, cứ đi lên trên Lào đi rồi sau đó mình cứ ngồi trên tàu thả xuôi theo dòng Mekong thì tới nào cũng về nhà. Nhưng mà ai biết đâu được là ngay khúc này lại có một cái thác đổ ầm ầm xuống như thế này thì làm sao mà có thể vượt sông được. Không bến tàu nào có thể qua được cái đoạn thác rất là mạnh như thế này. Ở trên đang chảy rất là êm đềm, bỗng như xuống một cái thác đổ ào ào xuống rất là mạnh luôn. Cứ như là một cái thác, một cái suối gì đó chứ không phải là một cái con sông bình thường mà mình hay tưởng tượng nữa. Sau khi đổ xuống cái ngọn thác này thì xuống dưới đây thì sẽ tới biên giới giữa Lào với Campuchia. Một con tháp cực kỳ ấn tượng, rất là đẹp. Bây giờ đang là mùa hè nhưng mà vào khoảng mùa mưa tháng 9 là mọi người sẽ thấy nước dâng lên rất là cao. Ôi, chỗ này không gian rất là xanh mát, xanh tươi. Thiên nhiên rất là trong lành. Rất là người lớn. Đâu người lớn chứ. Nhìn ở đây thì mình thấy được một vài người đang đi đến bắt cá nè. Quăng lưới xuống một cái thác đổ như vậy mà không biết có dính được con nào. Rồi. Cá ở trên này nó ăn cái gì rồi, nước chảy vậy nó ăn cái gì? Rong rêu không anh? Chảy gì sao nó ăn được? Wow. Giống như là mình đang đứng đó mà. Có nhẹp hết rồi. Giống như là đang ở biển vậy, trời ai biết mình đang ở. Giống như là mình đang đứng ở biển vậy đó, ai biết mình đang đứng ở sông trời. Chân nhớt à. Wow. Đá ở đây nó vây 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 giống như đá núi lửa vậy đó. Mà nay mình đứng ở trên đài quan sát trên kia thì có thể thấy được ở vực ở bên trên ha. Còn xuống dưới đây rồi mọi người thấy là nước đổ ào ào xuống đây. Nước rất là xiết. Cái đoạn này rất là đẹp mọi người ơi. Wow, thật tuyệt vời. Đây chính là thượng nguồn sông Mekong nha. Thì đây người ta sẽ dâng lên Đức Phật những cái lá chuối được xếp thành hoa như thế này. Trên đây cắm những cái bông, gọi là bông lài rất là thơm. Cái này chỉ có 20.000 kiếp thôi. Thắp nhang. Đấy thì người dân người ta sẽ mua những cái lá chuối được xếp thành hình hoa rất đẹp như thế này để mà dâng lên một cái cây thần ở đây. Truyền thuyết thì cây thần này đã sống khoảng hơn 2.000 năm rồi ở giữa dòng sông Mekong. Đặc biệt là người ta nói đây là một cái cây duy nhất trên thế giới mà rễ thì chỉa lên trời mà nhánh cây lại chỉa xuống đất.
giữa dòng sông Mekong lại có một cái cây mà dù thác đổ nước chảy rất là xiết nhưng mà vẫn sống sừng sững 2.000 năm. Và sau khi cây chết thì người ta đã đưa lên đây và thờ thiên ở đây. Với người Lào thì người ta tin rằng khi mà tới đây gian giái thì mọi người sẽ được trường thọ giống như là cái cây thân gỗ này. Xin giới thiệu mọi người, đây là anh Vũ, là người Lào gốc Việt hả? Người Việt. Người Việt gốc Lào. Người Lào. Cuối cùng là người Việt hay người Lào? Người Lào. Người Lào nhưng mà anh nói tiếng Việt rất là giỏi. Rồi nhờ anh giới thiệu một vài món ăn đặc sản ở vùng Mekong nha. Dạ. Yeah. Trong đây là có một đặc biệt là canh cá, canh chua cá là cá trứng kiến hả? Dạ, trứng kiến. Là cá song. Cá Mekong đây luôn, Mekong đây luôn. Dạ. Cái món đặc biệt thứ hai lại là lòng cá. Trong đây có trứng cá. Cá gì ạ? Cái này là cá song hay không? Cá quá trời luôn. Trong cái món này là làm một trong một con cá luôn. Dạ. Cái này là gỏi cá. Cái này của món Lào. Cái này là cá luộc. Dạ. Qua đây lại là cá nướng. Dạ. Mấy cái này là ăn cùng nhau với lau sóng là có miếng xôi. Đặc biệt là người Lào ăn xôi. Mà mình muốn ăn cơm cũng có. Cái này là xôi. Dạ. Hấp dẫn quá đi. Từ Bắc Xế lên tới Viên Chăng, lên tới Lu Pha Băng và sẽ tới Tây Sông Bản Nạp. Đi. Sau khi có mua vài sâu thịt nướng để ăn nhẹ thì bây giờ phải đi kiếm chỗ ngủ để ta túc ở vùng quê này đã. Đảo Điệt và đảo Khon. Nó có hai đảo gần nhau. Là bắt đầu là mình đi nghỉ ở chỗ đảo Đệt. Bắt luôn. Trời ơi, buổi chiều thật là đẹp á, bình lặng ghê á. Sông mà mặt nước sông. Một cái trải nghiệm mà du khách nào tới đây cũng muốn thử đó chính là được ngủ trên những cái ngôi nhà sàn ở trên dòng Mekong. Với một cái đất nước mà không hề giáp biển thì những căn nhà hướng sông như thế này lại chắc là có giá lắm. Đây là khu vực có tên là Si Phan Don, trong tiếng Lào có nghĩa là 4.000 đảo, nằm ở tỉnh Champasak, ở cuối miền nam của nước Lào. Đây là cái khu vực mà có thể nói sông Mekong có bề ngang rộng nhất. Vào mùa nước nổi thì dòng sông Mekong ở đây có thể rộng tới 15 cây số. Với một cái vị thế độc đáo như vậy, 4.000 đảo nhiều nhất trên độ Mekong và có nhiều thác, trong đó thác Khon là lớn nhất của Đông Nam Á, cộng thêm cảnh quê êm đềm nữa nên khách tới đây rất đông. Cô nàng cho thuê xe đạp. Vào thế kỷ thứ 19 thì thực dân Pháp muốn ngược dòng Mekong từ Việt Nam lên tới Trung Quốc luôn, nhưng mà bị kẹt ở cái đoạn này do là thác gờ nhiều quá, vượt sông bất lực nên họ đã cho xây dựng một cái tuyến đường sắt loại nhỏ dài 7 cây số để mà vận chuyển hàng hóa dọc theo dòng sông cái. Sau khi thực dân rút lui thì đường sắt cũng bị bỏ hoang phế cho tới ngày nay. Cái cầu mà người Pháp để lại vẫn được người dân qua lại hàng ngày, vẫn còn xài tốt, đỡ phải xây cái mới. Còn mấy xe đạp đạp qua đạp lại dễ thương á. Do là ở đây người ta kêu là vạn đảo, có rất là nhiều những cái cồn. Bởi vậy mà mình đi qua cầu như thế này thường xuyên, ở đâu thì mình cũng có thể thấy được dòng Mekong chảy ở bên dưới rất là xiết. Dòng Mekong ở đây không có hiền hòa như là dưới quê mình đâu, mà dưới mình là đồng bằng rất là phẳng ha. Còn ở đây giống như đồi núi gập ghềnh nên nước chảy rất là mạnh. Ở đây thiên nhiên họ khai thác du lịch rồi, đi đâu cũng thấy toàn là người nước ngoài thôi. Người nước ngoài tới đây để mà tận hưởng một cái không khí gọi là đồng quê của miền sông nước ở trung lưu của dòng Mekong. Vào đây thì chúng ta sẽ có một vài những trò chơi liên quan tới sông Mekong như là chơi zip line hoặc là có thể tắm với dòng sông nữa. Vào đây thì mình sẽ ngắm được một cái con thác cũng khá là đẹp. Đông Nam Á có một nước ha, mà 10 nước còn lại lúc nào cũng nói Lào là rất là thương Lào, anh em Lào không có biển. Ai về đâu mọi người coi nè, người ta có cái bảng chỉ ra bờ biển luôn nè, thấy không?
Ai nói Lào không có biển đâu, ai nói Lào là đất nước Đông Nam Á duy nhất không có biển đâu. Không, đúng mà, đi ra bờ biển cách đây 200 cây là. Không, mà thật ra này là ra bãi tắm nha, bãi tắm ở trên sông Mekong. Mình đã đến rất là nhiều những cái con thác mà phân chia lãnh thổ của hai quốc gia. Như là thác Niagara thì chia cắt giữa Canada với Mỹ. Thác Grand Fond thì chia cắt giữa Thụy Sĩ với Đức. Thác Bản Giốc thì chia cắt giữa Việt Nam với Trung Quốc. Mà ngay tại đây đó chính là thác tại dòng sông Mekong thì chia cắt giữa nước Lào với Campuchia. Thác nào thì cũng có một cái vẻ đẹp riêng và thác nào thì cũng rất là hùng hổ. Tại đây thì cô thác rất là lớn, chia ra rất là nhiều nhánh. Wow, đứng đây rất là ấn tượng. Có thể mọi người có nghe được cái tiếng thác đổ rất là ầm ầm không? Đi dọc thông dòng sông Mekong đây, một đống rác. Toàn là chai nhựa như thế này không? Một chai như thế này mấy trăm năm chưa phân hủy nữa, nằm dưới hoài nếu mà không có lụm lên. Nó thử hỏi thôi, cái này là đổ thừa du khách hay là đổ thừa nhà sản xuất? Nhà sản xuất thì sản xuất một đống lên mà không có cách thu gom. Còn người uống thì không có ý thức, uống xong cái quăng để lại, nằm ở giữa thiên nhiên, làm ô nhiễm dòng sông Mekong yêu dấu của chúng ta. Chưa kể là rác nhựa những cái chai bình như thế này đâu, mà còn rác ni lông, những cái túi sách nữa. Đó là kinh khủng. Khuyến khích mọi người là đi du lịch thì nên mang theo những cái chai để mình rót nước vô mình mang theo. Mua thì dễ, xả xuống thì dễ, nhưng mà thu gom lại cực kỳ khó. Ngày xưa thì khách nước ngoài tới đoạn Mekong này rất là đông để mà coi ông Nược nổi lên. Từ lúc cá heo Mekong chính thức diệt chủng ở Lào, cho thấy nỗ lực của chính quyền cũng không bằng hợp lực ý thức của toàn dân. Chứ Phật Bồ Tát có thể độ cho dòng mẹ an lành, sông cái có thể tự độ cho chính mình, chỉ còn cầu cho bá tánh đừng bức tử dòng sông yêu dấu mà thôi. Vùng quê thật sự rất là yên ả, nhưng mà cách đó khoảng 600 cây số về phía bắc có một thứ khác rất khổng lồ đang cựa quậy, khiến những vùng đất xung quanh dòng Mekong cũng xôn xao rầm rầm cả lên. Một trong những cái công trình rất là nổi tiếng dạo gần đây ở cả Đông Nam Á đó là tuyến tàu cao tốc do Trung Quốc xây dựng tại thủ đô Viêng Chăn. 因为东南亚国家的话，说实话，泰国呀，还有就是柬埔寨以及越南都去过了，只有老挝的话，因为交通不是特别方便，然后所以没有来。我感觉很舒服，就像我们坐自己就像到国内游玩一样的，乘坐是非常舒服的。Mình nghe nói là tuyến tàu này do Trung Quốc tài trợ đi từ thủ đô Viêng Chăn lên tới những cái điểm tham quan rất là nổi tiếng của đất nước Lào này, như là Băng Viên, Luông Pha Băng và đi tới Bô Thèn. Giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Và sau này thì Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng tuyến tàu này đi từ thủ đô Viêng Chăn đi xuống tới Bangkok luôn. Và sau lưng đền mình mọi người thấy là cái chữ Vạn Tượng. Vạn Tượng ngày xưa Việt Nam mình kêu Viêng Chăn là Vạn Tượng. Mình thấy kiến trúc ở đây rất là giống với những cái nhà ga cao tốc ở Trung Quốc y chang luôn. Từ kết cấu rồi cách vận hành, nhà ga rất là khổng lồ ha. Nhìn trên bảng thì mọi người sẽ thấy là mỗi ngày có 4 chuyến thôi, đi từ Văn Viên lên tới Bô Thèn là biên giới giáp với Vân Nam. Rồi giờ mọi người nhìn xung quanh đây là ghế để đợi hành khách, trong lúc chờ tàu thì có thể ngồi đây đợi. Có cả ngàn cái ghế như thế này. Wow, và mọi thứ tiện ích, tiện nghi ở đây y chang như là những cái nhà ga bên Trung Quốc luôn. Từ bồn nước nóng nè, mọi người đem bình theo thì có thể hứng nước ở đây. Nhà vệ sinh và khu vực sạc pin thế gì ạ. Đây có phòng VIP nữa. Đây có cái bảng để du khách nào đi từ Lào có thể đi thẳng trực tiếp lên Trung Quốc luôn. Bây giờ đi Trung Quốc kia cái dèo là tới. Ở đây thì nghe hai ngôn ngữ chính đó là tiếng Lào và tiếng Trung Quốc. Ôi đúng y như tàu cao tốc của Trung Quốc luôn rồi.
Nhân viên mặc đồ rất là đẹp, có cài lên bông hoa sứ nữa, quốc hoa của nước Lào. Nội thất rất đẹp nha. Nhân viên mặc đồ rất hay ha, đẹp ha, đồng phục rất là sang. Đây. Quê á? Dạ. Quê ở Hà Đông. Từ lúc có xe lửa đây thì dân Lào thì cũng được việc lên thêm một chút nữa. Dạ. Nhưng mà Lào, người Lào bây giờ là khó kiếm ăn bởi vì là tiền Lào nó mất giá nhiều quá. Du lịch thì phần đông thì người Trung Quốc thì nhiều hơn. Tên tên, và đây chính là nhà ga. Mọi người biết đọc chữ gì không? Chữ âm Hán Việt nghĩa là Quang Rộn, nghĩa là Vạn Vinh. Ngày trước thì để đi từ Viên Chăn mà lên Văn Viên này là mất tới 2 tiếng tới 3 tiếng, mà bây giờ thì chỉ có 50 phút thôi. Bởi vì mọi người thấy du khách ngày càng đông lên để mà đi tham quan một cái vùng quê rất là tuyệt đẹp, tuyệt vời của đất nước Lào. Và trên tay mình đang cầm một chiếc vé để chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên Luông Pha Băng. Từ đây lên Luông Pha Băng cũng chỉ có 50 phút thôi, đi tàu nhanh. Băng qua những cánh đồng và những đồi núi của nước Lào, chạy với đặng tốc rất là nhanh. Bây giờ thì đi du lịch ở Lào rất là tiện lợi, chứ không phải như ngày xưa phải đi qua đèo vực này kia. Một chuyến tàu rất là sạch sẽ, tiện nghi, rất là rộng rãi, thoải mái. Và để đặt chuyến tàu này thì cũng rất là đơn giản, mọi người có thể tải ứng dụng về đặt vé online, rồi hoặc là có thể đến tại nhà ga và mua trực tiếp ở đây. Từ Luông Pha Băng đến Thiêng Chăn bây giờ nếu mà từ Tây đi ô tô thì khoảng 8 tiếng. Còn bây giờ? Bây giờ có 2 tiếng. Wow. Đi xe lửa mà đi 2 tiếng bây giờ. Thôi bây giờ thì mình vừa tới nhà ga Bô Tên. Đây là một cái đặc khu kinh tế của Lào mở ra cho Trung Quốc đầu tư. Tất cả hành khách đều phải xuống đây. Đây là cái tàu siêu tốc đi từ vai Viên Chăn lên tới Côn Minh. Và tới cửa khẩu Bô Tên này thì tất cả mọi người đều phải xuống để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Sau khi làm thủ tục xong thì sẽ quay trở lại tàu để mà đi qua Côn Minh. Riêng mình thì sẽ ghé Tay Sông Bản Nạp và mọi người đi làm thủ tục nha. Trở qua tới cửa khẩu đây là nhà ga tàu cao tốc Bô Tên. Đây là đường đi vào đặc khu kinh tế Bô Tên. Rồi phải mua vé trước 2 tiếng thì mới có thể đi tàu xuyên qua cửa khẩu, còn nếu không thì mọi người phải ngừng lại ở cửa khẩu như mình rồi sau đó tự làm thủ tục qua biên giới đi bằng đường bộ. Còn nếu mà mọi người mua vé trước thì chỉ cần ngồi trên tàu và làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh Lào xong qua Trung Quốc, nhập cảnh Trung Quốc, không cần đi xuống bắt xe như thế này như mình, rất là rắc rối. Nhưng mà sẵn đây thì mình sẽ quay khu đặc khu kinh tế Bô Tên cho mọi người coi luôn. Ở đây Trung Quốc đầu tư rất là dữ dằn. Trên xe có một vài người bạn Trung Quốc do không có vé tàu cao tốc nên cũng phải đi đường bộ như mình luôn. Hết vé rồi. Hết vé hả? Đây chính là đặc khu kinh tế của Trung Quốc xây dựng ở cửa khẩu Bô Tên với tỉnh Vân Nam. Mình vừa bắt một cái chuyến tàu, nói chung đây là chuyến tàu cao tốc duy nhất mà nói giữa Trung Quốc với một cái đất nước Đông Nam Á. Đi rất là tiện lợi, đi toàn là qua núi đồi thôi mà đi rất là nhanh. Wow, nhiều tòa cao tầng quá. Khách sạn, nhà hàng, casino. Đặc khu kinh tế Bô Tên giáp với cửa khẩu Ma Hàm của Trung Quốc, phấn đấu trong tương lai sẽ là một cái thành phố phát triển bậc nhất của cả nước. Các nhà phát triển Trung Quốc đang được cho thuê ở đây trong vòng 90 năm, nhờ các tuyến tàu cao tốc mà kỳ vọng là sẽ có nhiều khách tới Lào du lịch trong những năm tiếp theo. Nhưng chưa biết là du lịch cái gì vì ở khu này chẳng có thắng cảnh gì hết. Du khách thì cũng chẳng ai ghé ở đây khi mà tàu chạy xuyên qua biên giới luôn. Dưới sức ép từ chính quyền Trung Quốc thì các sòng bạc cũng đã bị ép đóng cửa, buộc phải chuyển sang hình thức kinh doanh khác như là khách sạn hay là khu mua sắm. Giờ cũng chưa biết ra sao, nhưng mà dù có ra sao cũng chẳng sao, vì dù sao thì hạ tầng cũng đã được Trung Quốc xây dựng đến cỡ này, để các nước láng giềng ngó ngàng rồi còn cái gì nữa. Vậy thì liệu nước bạn Lào sắp tới sẽ trở thành một cái chú voi vàng trỗi dậy của khu vực Đông Nam Á không ta?
Đây là xe giường nằm của Lào nha, đi từ Bắc Xế lên Viên Chăng. Rồi giường nhỏ xíu, giường như vậy có bách hai mà hai người nằm. Đường thì nhỏ, giường thì hẹp. Mà cái chặng cũng thấp nữa, đi phải cúi xuống. Bây giờ sáng tại bến xe trung tâm, bến xe của thành phố Viên Chăng, thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân Lào. Rồi tối qua là một đêm cực hình khi mà ngủ trên xe. Có lắc qua lắc lại eo hẹp đường nhỏ xíu, khòm tới khòm lui để đi, nhà vệ sinh thì quá dơ. Sáng nay thì đã tới rồi, bây giờ đi xe túc túc về đây. Và trong hành trình ngược dòng Mekong thì hiện nay Fahoka đang có mặt tại thủ đô thứ hai sau Phnom Penh mà có dòng Mekong chảy qua. Và mọi người thấy thì tại vị trí này, thủ đô Viên Chăng của nước Lào, thì dòng Mekong chảy cách khá là xa thủ đô, bởi vì ở đây người ta quy hoạch không có sát mé sông đâu ha. Mình rất là thích những cái thành phố mà cách xa bờ sông như thế này, bởi vì nó giảm cái tình trạng đó là ô nhiễm và xả thải như là xả rác xuống dòng sông, giữ được cái sự trong lành cho dòng Mekong rất là yên ả chảy qua cái bờ vực này. Và bên kia bờ sông thì đó chính là nước Thái Lan, đường biên giới đó chính là được chia cắt bởi dòng sông Mekong. Nam Mô Tát Xà. Hiện nay thì Fahoka đang có mặt tại một trong những cái ngôi tháp gọi là bảo tháp quý giá và có giá trị nhất ở Viên Chăng, đó chính là Thạc Luông. Thạc Luông truyền thuyết thì nói rằng trong đây có thờ Xá Lợi Tóc của Đức Phật. Và hiện nay thì mọi người thấy là trên đầu của Fahoka đội rất là nhiều bông. Đây chính là hoa sứ, quốc hoa của nước Vạn Voi, Vạn Tượng. Ngày xưa thì Viên Chăng người Việt mình kêu là Vạn Tượng, giống như Phnom Penh được kêu là Nam Vang vậy đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi tối ở Viên Chăng thì mọi người có thể tới nhà hàng Khao Lao. Tại đây thì vừa được thưởng thức đặc sản của người Lào, cũng như là có thể xem những điều nhảy đặc trưng của người Lào. Và đây là một cái mâm truyền thống của người Lào, có một món xào, một món canh, một món ché trộn, nếp than, rau luộc. Và đây là món gà nướng ở trong lá dứa. Một cái mâm rất là đẹp. Và một cái món cá hấp lá chuối nữa. Cá này là cá bắt trên sông Mekong đây. Món hầm này ngon lắm nè. Này hầm, rau củ hầm. Nếp than ngon quá. Rồi đi, chú tên gì quá này, giới thiệu chú nè. Chú Văn. Chú Văn, quê ở Huế hả chú? Dạ. Chú ở đây ở mấy người? Mấy gia đình mình ở bên Lào nè. Gia đình mình ở, chỉ có một mình thôi. Gia đình mình ở bên Việt. Chỉ có mình chú mua sinh bên này thôi. Rồi. Rồi chú làm chạy. Ăn mà. Chú chạy túc túc này bao lâu rồi? Túc được 3 năm rồi. Rồi con ngồi ở đây luôn cho, ngồi ở đây cho mát. Nè. Con về phẹp đấy, con băng băng lại đấy, con bảo hiểm nữa đấy. Có bảo hiểm. Đã nào nhiều người tiền chút ở đây á. Nhưng người Việt là chờ khu đin đấy, chờ khu đin rồi là chờ sáng này, shopping ngò. Quá nóng rồi chú ơi. Cây kìa, cây không rung một gì này. Nhờ bác chở ra nhà ga, cách thủ đô Viên Chăng cũng gần 15 cây số, đi cả tiếng đồng hồ mới tới nè. Bây giờ thì mình sẽ đi tới cố đô có thể nói là điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở nước Lào này, đó chính là Luang Prabang. Đây là một cái thành phố cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nằm ở bờ đông tả ngạn của sông Mekong. Chính xác đó là một cái bán đảo ở hợp lưu của sông Nam Khang và sông Mekong. Đây là một trong số ít các cố đô mà nép mình bên dòng sông cái. Luang Prabang ngày xưa thì có tên là Mường Xoa, là cố đô của vương quốc Nam Dưỡng, của vua Phà Ngầm sáng lập vào thế kỷ thứ 12. Ông là người quy y đạo Phật ở kinh đô Angkor, nên đã lấy Phật giáo thượng tọa độ làm quốc giáo. Cho đến ngày nay thì còn hơn 40 ngôi chùa cổ ở đây, khiến cho không gian của Phật giáo Nam truyền lan tỏa khắp cả một vùng bình an. À,
một cái truyền thống rất là đặc sắc ở đây đó chính là xuất gia gieo duyên báo hiếu của các nước Phật giáo Nam truyền. Ở tuổi mới lớn thì các người trẻ ở đây phải xuất gia tu học một thời gian ở các cái tu viện để mà luyện nhân cách, đạo đức cũng như là học các triết lý mà Đức Phật đã dạy. Ý nghĩa đặc biệt của việc này không phải là đi tu để trở thành Phật mà là để thành người. Người tu học sau khi rời chùa sẽ biết cách xây dựng một cái cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa và được người đời tôn trọng hơn. Bởi vì mọi người Lào có truyền thống đó là hay đi viếng chùa, thứ nhất là để thăm người thân của mình đang tu học ở đó, và thứ hai đó là chiêm bái Phật cũng như là cầu gia đạo bình an. Nhờ cuộc sống gắn liền với Phật giáo như vậy mà ở đây vào mỗi buổi sáng có một cái hoạt động rất là đặc biệt. Sáng sớm trước khi mặt trời mọc thì người dân đã dậy rất là sớm để mà ra đường, y phục thì trang nghiêm, tay xách nách mang rất là nhiều thực phẩm, còn mang theo chiếu trải và cái ghế ngồi nữa để chuẩn bị cho một nghi thức diễn ra hàng ngày như thế. Còn du khách thì cũng chịu khó thức sớm nữa để mà ngóng chờ một phái đoàn, chút xíu nữa thôi thì sẽ đi ngang qua đây. Và đã đến giờ cho nghi thức đặc biệt này. Ra băng này có một cái hoạt động vào một buổi sáng từ 5:30 cho tới 6 giờ thì có hàng trăm những nhà sư đi trên đường phố, họ mặc những chiếc áo cam rất là đặc trưng của truyền thống Theravada, đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Họ vẫn giữ một cái nét đặc trưng từ thời của Đức Phật, đó là sẽ đi khất thực ở trên phố. Mình thấy thì người dân họ rất là cung kính, họ ăn mặc rất là trang nghiêm và quỳ mọp ở trên phố, nấu sẵn, chuẩn bị sẵn những cái thức ăn để mà có thể cúng dường lên cho các sư sãi họ đi khất thực. Và có những người thì ngày nào họ cũng thức luôn, cứ 5:30 sáng như vậy trước khi mặt trời mọc thì họ đã chuẩn bị trang nghiêm rồi. Hoạt động này thu hút rất là đông những cái khách du lịch châu Âu, họ thấy rất là lạ khi mà có rất nhiều sư sãi đi trên phố như vậy, đi rất là chỉnh tề, hàng ngay thẳng lối. Và mọi người thấy thì họ thường thì người ta sẽ dâng xôi lên và các nhà sư sẽ mang một cái bình bát được người dân bỏ những cái nấm xôi và những cái thực phẩm cúng dường vào trong đấy. And this morning we just wake up early, but normally 4 a.m. we go through in the side of the temple, we chanting. After that finished, some novice they make the bell. People they heard prepare for go out, sign for the correct arm. Để chuẩn bị cho một buổi cúng dường, nếu mà mọi người không biết phải cúng những cái gì thì mọi người cứ đi ra đường chính khu phố cổ của Luân Pha Băng thôi. Ở đây thì có những cái dịch vụ mà bán những cái phần xôi như thế này để cúng dường lên cho các sư sãi, cũng như là họ sẽ chuẩn bị lên một cái khăn để mà mọi người có thể tròn lên như thế này. Cái này thì tối qua mình mua ở chợ đêm. Mọi người nhớ là phải ăn mặc trang nghiêm nhé, và phải thật sự im lặng và phải thật sự thành tâm cúng dường cho các chư tăng cũng như là các sư sãi. Mình hy vọng là hoạt động này sẽ luôn được gìn giữ cái nét truyền thống rất là đặc trưng của Luân Pha Băng, không được bị mất đi truyền thống hay là bị lệch lạc cái ý nghĩa của nó, nghi thức trở thành hình thức, thì điều đó sẽ thực sự là một cái việc đáng báo động, sẽ mất đi cái ý nghĩa truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Đến Luân Pha Băng thì mọi người nhớ thức dậy sớm để mà có thể trải nghiệm một cái nét đặc trưng rất là đậm chất Á Đông của đất nước Lào nhé. Bắc Tông thì mình được có một cái chỗ nấu nướng nên mình được chọn lựa những cái gì mà mình nên dùng. Còn ở đây thì các ngài thức thực nên cúng cái gì thì ăn cái đó, nên ba cái thân khẩu ý các ngài chỉ mở vậy thôi, các ngài không có để cái con mắt nhìn vô là cúng cái gì. Thân các ngài thì không có cái cảm xúc để mà ngon hay là không ngon, khẩu các ngài thì không có muốn đòi hỏi cái gì, và tâm các ngài thì không suy nghĩ về cái gì. Thì khi mà các ngài dùng những cái đó thì nên không nhất thiết là phải là món đó là chay hay là mặn. Rất là ý nghĩa, nói chung là không chấp niệm quá nhiều vào cái món ăn mình nhận được, cũng như là không chấp niệm vào cái vị ngon. Đúng rồi. Chay mặn đều dùng được.
ู่บ้านบ้านคนลาวเฮาเวลาเข้าวัดเฮ็ดบุญเหมือนเฮาจะต้องได้นุ่งสิ้นเบี้ยงแพแล้วก็เข้าพรมส่วนอันอยู่เวียดเฮาสามารถนุ่งเครื่องเป็นกระโปรงก็ได้แต่ว่าอยู่ลาวเฮาต้องนุ่งแบบนุ่งสิ้นแล้วก็มีเพเบียงเวลาเข้าวัดแล้วก็เข้าพรมอันนี้มันฮิตของประเพณีของคนลาวThe food they give some the people eating. Yeah, we eat there. Some people they come to take and eat more. Or we just go out all. Just only to novice they take prepare for the food. But in Vietnam, yeah, when I stay, they may have some the more normal people they make food for them every day. Yeah, they have the kitchen. Now we have too, but.But normally, monk cannot cooking, just only normal people. Chúng ta, anh em mình thấy mỗi buổi sáng, cái ngày tranh thủ buổi sáng sớm để đi thiết thực, để còn tranh thủ về nhà, còn ăn cứ giờ ngọ, 12 giờ thôi. Từ 12 giờ chiều thì các ngài không dùng nữa, các ngài dùng nước và sữa. Không thì một ngày họ sẽ dùng hai bữa.Là buổi sáng và giờ ngọ, và sau giờ ngọ thì không dùng thời sau giờ ngọ. Some people they roll already born, we cannot eat. Yeah. But some people they make the stick right, they make light the ball like this. I think it's not good. And you put in here like this, a little bit, not too much. But some people they don't know, they make big ball. Yeah. Honestly, I'm a bit worried about the diet of these monks. I wonder if they're allowed to eat more, or if they have more to eat than only rice and eggs and biscuits. I hope that they get something else. It was worth waking up at 5 o'clock in the morning to see this. Yeah. Và đứng cạnh mình đây đó chính là bạn Linh. Xin chào tất cả mọi người.Em tên là Hương Linh, tên tiếng Việt của em là Hương Linh, nhưng mà tiếng Lào thì là Nốc Nôi. Em là sinh viên học ở trường Đại học Sư phạm Trung Ương ạ. Hiện nay thì em đang học về cái gì? Em học khoa ngôn ngữ học ạ, ngành tiếng Việt ạ. Wow, em học được mấy năm rồi? Năm nay là năm cuối rồi ạ. Đang làm bài khóa luận tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp xong thì em sẽ làm công việc gì liên quan tới người Việt hay sao?Em muốn làm ở sở ngoại vụ ở đây, ở tỉnh Luang Prabang. Spa Day buổi tối thì nếu mà ở Luang Prabang, mọi người ngoài trời đêm ra thì cũng có thể đến xem một cái show trình diễn rất là đặc sắc, đậm chất văn hóa của nét văn hóa Lào, đó chính là show trình diễn tại Nhà hát Quốc gia của Luang Prabang. Rồi bạn tên gì ha? Xin phép được giới thiệu, với tên là Kun Padit Siamphon. Tôi là người Lào. Đang làm việc ở đây. Nhưng mà mình học tiếng Việt như thế nào? Ngày xưa tôi sinh sống và học tập tại Việt Nam. Du học sinh được 6 năm. Học ở đâu? Ở miền Bắc hả? Mình học ở Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên. Học chuyên ngành gì nhỉ? Mình học chuyên ngành tài chính ngân hàng. Và cơ duyên nào là đưa bạn tới cái buổi trình diễn này? Buổi chuyện này là mình học tập và tập múa từ lúc bé và đến bây giờ. Bắt đầu múa từ 4 tuổi đến bây giờ mình 30 tuổi rồi. Đã là 26 năm đã là múa cái này. Rồi ngoài công việc biểu diễn này thì bạn làm công việc gì khác không? Mình làm ở ngân hàng. Buổi tối thì mình sẽ biểu diễn ở đây. Là ngày nào, đêm nào mình cũng diễn ở đây? Chỉ thứ hai, thứ tư và thứ sáu mình làm ở đây. Đông khách nhất là số lượng chứa được bao nhiêu khán giả? Tầm 200 khách. Còn số lượng nhân viên ở đây nghệ thuật biểu diễn là bao nhiêu? 50 người. Rất là đông. Một cái show trình diễn rất là đẹp, rất là xứng đáng đồng tiền. Mọi người buổi tối thì nhớ tham gia, cũng như là xem những cái nghệ nhân rất là khéo léo. Và ngược theo dòng Mekong thì bây giờ Phan Hoca đang có mặt tại một cái hang động có tên là Phác Ô, nơi đây thì cách khoảng 30 cây số từ Luang Prabang. Có thể nói đây là một trong những cái hang động hiếm hoi và cũng là một trong những cái vách đá vôi rất là hiếm hoi nằm ở dọc theo dòng sông Mekong. Bởi vì ngày xưa thì Luang Prabang là một cái cố đô của một cái vương quốc cổ có tên là Lan Chan tại đất nước Lào. Bởi vậy mà nơi này là một cái nơi cũng rất là linh thiêng, các nhà vua hay là các triều thần và người dân ngày xưa thì họ đến đây để mà làm lễ cầu nguyện đến Đức Phật.
Ở trong này thì có khoảng 3.000 bức tượng Phật làm bằng gỗ. Đây là một cái khu chợ truyền thống rất là đặc trưng ở Lào, mọi người thấy người ta bán ở trên đường như thế này, rất là hết chợ, và mọi người sẽ bày ra trước những cái đền chùa, bán rau nè, trái cây, rau củ quả. Rồi chúng ta thấy đây là những cái đặc sản rừng, người Lào họ đem từ rừng ra đây bán nè, nấm linh chi, ôi sấy khô rất là ngon, trông hấp dẫn ha. Đây có ớt nhái như thế này, sau thành xiên như thế này, rồi có kỳ đà nữa, kỳ đà phơi khô, nhìn ớn không dám ăn luôn á. Rồi nấm, rất là nhiều nấm, nấm rừng. Ôi có con rùa nữa, này chắc rùa sống trên rừng hả, thôi quá thân quỷ à. Một cô chợ rất là đặc trưng của người Á Đông chúng mình ha, trong đó là dân dã nhưng mà rất là đậm chất, rất là dễ thương, bán có đầy đủ đồ hết. Đồ ăn đây thì rất là rẻ rồi, đảo à, nhìn rất là hay. Đây cá trên dâu sông Mekong nè, nhìn này thì tưởng nó là khô cá lóc, bây giờ là da trâu nha, nhìn cái miếng da trâu rất là dày, họ cắt ra từng sới từng sới. Đây là da trâu á, dày vậy nè, không biết có ăn được không mà thấy cứng như trời. Cô Ba còn bán cá này nè. Nước này nước gì vậy cô? Ít ít, không biết nhiều đâu. Ít ít, à, cô nói biết ít ít kìa. Món này tên là món gì cô? Món gỏi hả? Tiếng tiếng Lào kêu là gì? Tạp bằng hương. Giống như gỏi vậy không cô? Gỏi trộn mà. 5.000 một gói. Mọi người biết đây là những cái gì không? Lúc đầu nhìn tưởng đâu là xôi, nhưng mà trong này người ta để bún ở đây nè. Đó, món bún đặc sản của người Thái nha, ở quên người Lào, lộn rồi. Ngoài bạc Thái ra thì bên này có bạc Lào nữa, chúng tôi mình sẽ cho mọi người coi bạc Lào như thế nào. Món này có thịt bằm nè, giống như bún tươi vậy đó, để trong này mình có thể ăn sáng được. Rồi nhắc tới dòng sông Mekong thì ở đây có một loại đặc sản đó là rong biển, ở rong hồ, rong sông ở trên dòng sông Mekong, mà trộn với tỏi với mè nào nè là sấy khô ra. Một gói như thế này 20 đồng. Rồi ăn thử tại chỗ nha. Nhìn. Cũng lạ chứ hả? Bình thường mình ăn rong biển mặn mặn, con này rong trên sông Mekong à. Giòn giòn ngọt ngọt. Ngon á. Ăn cũng vui vui. Mà cũng rong sông hả? Dạ. Nếu mà buổi sáng ở Lào mọi người không biết ăn cái gì thì đây là một cái món rất là đặc trưng, giống như phở của mình vậy đó. Có hai phần bò với thịt heo, ăn với chả nữa nè. Rau này ăn với đậu đũa nè, lá thơm giống như bên mình vậy đó, có cải son nữa, rau thơm và đặn chút chanh vào. Ăn ngoài đường vậy đậm chất Á Đông ha, rất là thoải mái. Mời mọi người ăn sáng cùng Pha Hô Ca tại nước Lào nha. Được á. Rồi. Và đây chính là trời đêm ở luôn Prabang. Cái này với cổ này trời. Có rất là nhiều món ăn ở đây, nhưng mà mình thích nhất đó chính là món gỏi Lào, được trộn từ xoài, chanh, đậu đũa, cà tím, cà chua, cà gió, và tất nhiên là không thể thiếu đu đủ. Ở đây có bán kèm với gì biết không? Gọi là cá trên dòng sông Mekong nè, mà giống cá rô phi vậy đó. Hay là chắc là cá nuôi chứ đâu mà cá điều rang gì mà trên dòng sông Mekong. Đây, một phần gỏi như thế này rất là hấp dẫn. Trộn lên là bá cháy nha. Vừa chua, vừa cay, vừa ngọt. Và thúi thúi của mùi mắm. Một mùi rất là quyến rũ của Lào. Rồi, đi trên đường mà mọi người thấy hả, ai mà cầm mấy cái gì đó, cái cối bự bự bằng gỗ là biết có cái món gỏi này đó là để trộn. Là hãy yêu những cô nàng bán gỏi đó đi, bởi vì bán gỏi rất là ngon.
Chua cay, giòn giụm, xoài chua chua, đủ ngọt ngọt. Rất là đã, cay nồng luôn. Nặng rất là nhiều chanh, bỏ rất là nhiều ớt. Thường thì những cái gỏi như thế này mọi người ăn với cơm trắng là hết sảy bá cháy, cay xé đầu lưỡi luôn. Cay té đại. Vừa chua vừa cay. Bên mình thì có món gì? Bánh tráng trộn, còn bên này là có rau củ trộn. Trộn tất cả rau củ lại và ăn thôi. Một ngày ăn chục dĩa như vậy cũng chưa đã nữa. Rất là ngon. Salad kiểu Lào. Một trong những đặc sản của Lào nữa đó chính là nếp và cà họ sẽ xay nhuyễn ra và gói trong những cái loại rau. Ở đây có rau lá lốt và rau salad sẽ cuốn lại và bỏ vào cà cũng như là đậu nếp và sả. Ăn rất là thơm. Có vị sả rất là tươi. Rất là thơm, rất là nhão nhão. Bên Lào người ta rất là thích ăn lá lốt. Trong này sẽ trộn với bún nè. Nhìn thì tưởng đâu là ăn trầu, nhưng mà có bún cà sẽ nhuyễn ra và cuốn lại trong lá lốt nhé. Tới luôn rau băng này, mọi người nên đến nhà hàng này ăn nha. Ăn trưa rất là ngon, nhanh gọn lẹ, bán ngon, bán rất là có tâm. Làm món nào là chắc món đó. Đây, Papaya Salad Restaurant, chuyên gỏi đu đủ nha. Quán này rất là ngon nha, mọi người tới đây ăn quán này không tìm đâu xa. Ngon rẻ, phục vụ nhanh lẹ. Nhớ nha, lên mạng tìm là ra. Món này rất là ok, khuyến nghị. Đây mọi người thấy đường phố luôn Phra Băng nè, rất là vắng vẻ, rất là yên tĩnh. Wow, đúng là đất nước chịu voi, có rất là nhiều voi. Mà không biết bây giờ còn tới chịu voi không ha. Dễ cưng quá. Đó thì vui khi mà có tín hiệu cái gì có hỷ. Đó là những chú voi mới là được sinh ra ở đất nước chịu voi. Để gầy giống thêm, tạo thêm nhiều những con vật đáng yêu như thế này ở đất nước chịu voi, nước Lào. Này bao nhiêu tuổi à? Bao nhiêu? How old? Song Pi. Song Pi. Thu Chia. 2 tuổi thôi mà bự cỡ này sao? I have name Thong Sinh. Have name Thong Sinh. Thong Sinh. Bé này tên là Thong Sinh. Dạ, có thể giỡn với du khách nữa. Rất là hiền. Ôi, chưa đâu mà mình được chạm voi gần như thế này. Nhìn nó bự quá cũng hơi sợ. Ở Luông Pha Băng thì có rất là nhiều những cái thánh địa giống như là sở thú gì đó, có rất là nhiều voi và voi ở đây được thả tự nhiên tự do, mọi người vào đây thì có thể chơi và tắm với voi. Mà khuyến khích mọi người đừng có cởi voi, bởi vì ở đây thì người ta sử dụng những cái móc để ghim vào đầu những con voi trông rất là đau đớn. Nhìn chúng rất là tội nghiệp. Nhìn bậm trợn như thôi nhưng mà đây là loài thú ăn chay. Mọi người để ý đi, càng ăn chay thì càng bự càng khỏe. Chỉ cần ăn cỏ không mà bự khổng lồ và mạnh như voi nha. Bye bye những chú voi đáng yêu, hẹn gặp lại. Đây là cửa khẩu của Lào, mình sẽ làm thủ tục xuất cảnh ở đây rồi sau đó qua biên giới với Trung Quốc thì sẽ làm thêm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc nữa. Mình đã có visa Trung Quốc rồi. Nếu mà mọi người đi tàu nhanh, đi xuyên thẳng luôn á thì chỉ cần ngồi ở trên tàu thôi rồi ngồi ở cửa khẩu, vào cái trạm tàu rồi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở trong đó. Còn mình thì đặt 2 vé riêng rồi qua Trung Quốc mình phải bắt tàu khác để đi nữa. Đi vô đây làm thủ tục xuất cảnh Lào trước đã. Đi rất là gấp rút bởi vì sợ chuyến tàu đi lên tay sông bắn nạp hết nên cũng phải tranh thủ. Bây giờ thì mình bước qua lãnh thổ của Trung Quốc rồi, từ nước Lào ha. Đây là cửa khẩu Mohan, là cửa khẩu ở tỉnh Vân Nam. Bây giờ làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc xong sẽ phải đi lại tàu cao tốc để mua vé đi lên tay sông bắn nạp.
giới bu đầy tay luôn nè. Bác cho cái tiền con này đi. Rồi lấy miệng ơi. Làm bỏ bóc con này. Rồi miệng nha. Bóc con. Ao. Giống như con dán vậy đó. Tự dám bóc con. Nó cắn. Trời ơi, người nó mềm lắm. Nè, mềm nhũn. Người ta bỏ ăn sống nó luôn nữa. Như vậy. Dễ thương. Nó nhũn luôn. Trông nó. Trông nó dễ thương á. Mật ong nướng nè nha, giống như bánh kẹp vậy đó. Ôi nhìn không có ra mật ong nướng luôn á. Nè, cái đó này tổ ong nè, một đống luôn. Quá, tội luôn trời. Đó này ông. Cá bà này là ăn rau nha, chứ không phải ăn thức ăn hạt như mình đâu nha, ăn tự nhiên, ăn chay. Cá mà ăn rau trời. Tới Lào để tận hưởng cái không gian và cái không khí trong lành thế này tại Luân Prabang nhé. Ôi, hoàn cảnh của mình là một cái thác mà tự nhiên rất là xinh đẹp. Chưa bao giờ thấy một cái thác nào mà nó xanh mướt thế này. Xanh biên biếc. Xanh ngọc bích nha. Wow, tuyệt vời lắm. Các bạn ơi, hãy đến Lào tham quan, hãy đi cùng Pha Hông Cô để đến Lào Pha Hông Ca. Cái người Lào rất là hiền, thân thiện. Cái thứ hai nữa là những cái cảnh du lịch của Lào, những cái thác của Lào rất là đẹp. Gửi đến mọi người một chút cảnh đẹp cũng như là không khí bình yên của nước Lào. Thiên nhiên tươi đẹp, thiên nhiên tuyệt vời. Chào mừng đến với Luân Prabang. Rồi, ngược dòng Mekong thì bây giờ Pha Hậu Ca đang có mặt tại tỉnh Siêng Khoảng và đây chính là thành phố Phong Sa Van. Rồi bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại cánh đồng chum, một trong những cái di sản hiếm hoi được UNESCO công nhận của đất nước Lào. Rồi mọi người thấy đây có chữ tiếng Việt luôn ha. Không chèo được lên chum chụp hình. Và không biết là ngày xưa công dụng của những chiếc chum này là để làm gì. Có người thì đồn là để đựng rượu cho các nhà vua uống. Có người thì để nói là đây là cách mai táng của người cổ. Bởi vì những cái chum này thì đã có tuổi đời là khoảng hơn 2.000 năm rồi, của một cái vương quốc từng tồn tại ở khu vực này trước công nguyên. Và tất cả các chum ở đây đều không có nắp, chỉ duy nhất một cái chum duy nhất là tìm thấy nắp thôi. Và ở đây thì mọi người thấy đây là cái chum duy nhất mà có cái nắp. Hơn 300 cái chum. Trời ơi, trên một cánh đồng hoang vu thế này mà thấy những cái chum như thế này rất là huyền bí. Bởi vậy mà có những thứ trên thế giới mà vẫn còn là bí ẩn ha, chưa có lời giải đáp. Là thứ nhất, làm sao mà người ta có thể tạo ra những cái chum như thế này. Và thứ hai đó là mục đích chính mà tạo ra những cái chum này là để làm gì. Và cách mà người ta đục đẽo những cái chum này và vận chuyển tới đây. Có người thì nói là Lào là đất nước chịu voi, bởi vậy mà người ta đã vận chuyển từ những cái núi, vận chuyển bằng voi tới đây. Có cái chum này rất là bí hiểm, là làm sao người ta có thể điêu khắc được rất là sâu thế này. Đây mọi người coi, hôm đó ngày xưa người ta cúi xuống như thế này rồi đục hả, rất là mỏi luôn, đưa cái đầu xuống còn không vừa nữa thì làm sao mà đục được. Cái chum này rất là nhỏ mà để chứa xác cũng không được, mà chứa nước cũng không được nhiêu. Và đặc biệt là ở khu vực này có tới 68 cánh đồng chum, nhưng mà chỉ có 3 cánh đồng chum là được mở cho công chúng đi tham quan thôi. Một cái thì cao, một cái thì mập, một cái thì nhỏ xíu, một cái thì rất là bự thế này. Ngày xưa là cánh đồng chum, nhưng mà bây giờ còn một cái hình khác nữa, đó chính là cánh đồng bơm. Bởi vì đây là một trong, đây là nơi mà có số lượng bơm được thả nhiều nhất trên thế giới trong chiến tranh Việt Nam. Một cái quán cà phê, nhưng mà nhìn vào thì mọi người không biết đây là quán Việt Nam đâu. Vào rồi mới biết, một chú đến từ Sài Gòn, ở quận 4, quận 8 luôn hả ta? Quận 6. Ấn tượng nhất đó là có 6 trái bơm rất là khủng ở ngay mặt tiền. Nhìn là ấn tượng liền. Ở đâu mà chú có nhiều vỏ bơm vậy? Mấy chú bơm này là thằng cháu nó là người Úc mà chuyên gia gỡ bơm miền á. Dạ. Tại Siêu Khoảng này nè, mà đem về nó để trưng quán này nè. Ồ, nhìn nó ấn tượng nha. Cháu. Đó nè, chú là cháu người Úc nè. Đó là hình nó gỡ bơm miền để chụp á, đó nó chụp
trên đồng ruộng rồi nhiều. Ừ, đó nó chụp đó nó nè, đó nó gỡ bơm bì nè.